Xin kính chào quý vị. Hải Công Minh đang có mặt ở ngã tư An Sương, hướng về Hóc Môn, Củ Chi, trưa ngày 29 tháng 10, 2017, trưa ngày Chủ nhật quý vị. Quẹo phải là đi Thủ Đức theo xa lộ Đại Hàng, quẹo trái là về An Lạc, Bình Chánh, đi về miền Tây quý vị. Phía trước là quốc lộ 22, gọi là đường xuyên Á, đi về Gò Dầu, Tây Ninh, đi về Trảng Bàng, đi về Campuchia, cửa khẩu một vài. Đang kẹt xe. Đây là quận 12, ngày xưa là Hóc Môn. Trời Sài Gòn đang nắng nóng, nhiệt độ vào khoảng 32 độ C. Biển số 75 đó. Ở đây người ta xịt nước cho đường đỡ bụi, mấy cái cửa hiệu á. Vì thấy chữ AH1 là đường ASEAN Highway xuyên Á đó vậy. Đường này nó đi từ cảng biển Vũng Tàu á, qua Thủ Đức lên đây, và nó chạy qua Tây Ninh về tỉnh Sraven, Campuchia, rồi đi qua Thái Lan luôn cái gì, đi đường bộ này nè. Nó gọi là đường xuyên Á. Đây là phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Gọi là quốc lộ 22 ấy vậy. Bên tay trái là khu dân cư Bà Điểm. Ở đây đi về ngoại thành Củ Chi cho quý vị xem chiều cuối tuần ngoại ô Sài Gòn như thế nào nha. Phía trước đây ngã tư Trung Chánh hay gì, phải là đường Nguyễn Ánh Thủ vô Hóc Môn. Ra đây là nhà cửa, lưu lượng xe bắt đầu giãn ra cái gì ha.
rồi phía trước gì đây là ngã ba ngã tư Củ Cải nè, bên trái là vô chợ đầu mối Hóc Môn, bên phải vô Hóc Môn. Nãy con mình có quay chợ đầu mối Hóc Môn rồi clip cũ ha. Chở cái vàng máy may ở gì thì vàng máy may điện thôi. À, bên phải là chùa Địa Tạng, rồi hãy có quay ở đây đó. Đó cũng là một cuộc sống cho người vợ, để chồng mua về cho vợ gia công ở nhà đó, để nuôi sống gia đình đó. Phía trước đây là ngã tư Hóc Môn nữa vậy, rẽ phải là vô chợ Hóc Môn, rẽ trái đi 20 cây số đó là vô thị trấn Đức Hòa, Long An. Đây bên phải là bán bánh mì lạp xưởng, vịt quay với tép mỡ vậy. Trái vô 2 cây số 6 là vô công viên đá Nhật, hồ cá coi Nhật Bản hay gì. Rồi phải là vô Hóc Môn. Thấy ruộng lúa rồi gì. Rồi vậy là hãng công minh đã có mặt ở ngoại thành Sài Gòn, vùng Hóc Môn Củ Chi trưa ngày chủ nhật. Rồi chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Nay weekend. Thank you. See you quý vị.